Hello xin chào anh em nhá. Thì nay mình sẽ review cho anh em một con Smart TV Box Giá rất là rẻ tiền luôn mà có cái cấu hình rất là khủng nha các bạn Ở đây thì một con Smart TV Box mình lấy trên bằng com này Với giá là hơn 800 000 đồng một xíu Chính xác là 850 000 đồng À 850 mấy nghìn đồng ấy Cả phí ship về Việt Nam thì nó sẽ là miễn phí ship Thì link mua hàng cũng như là mã giảm giá thì mình sẽ để trong phần mô tả nhé Các bạn có thể vào đây các bạn xem À các bạn phải ít mã giảm giá thì mới được cái giá là hơn 800 000 đồng nhé còn nếu như còn không hết mã giảm giá ấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 triệu bao nhiêu nhỉ? 1 mươi mấy nghìn đồng ấy. Nói chung là hết mã giảm giá thì nó sẽ được giảm khá là nhiều tiền. Ở đây thì con này có cái model là A95X, CPU của nó là AmLogic S905W2. cái nên nói nói chung là cái CPU này thì nó riêng biệt cho những cái dòng này rồi. À, GPU của nó là Mail G31, RAM của nó là 4GB, ROM 64GB. Đấy. Wi-Fi của nó là 2.4 trên 5 5GHz này. Các bạn có thể để ý là một cái cấu hình là hơn 800 000 đồng một xíu thôi, còn có một cái cấu hình là RAM 4 g bộ nhớ trong 64 g Đây là một cái cấu hình rất là khủng cho một cái tầm giá thế này này. Ở cái tầm giá này còn mua nếu như mà mua trên thị trường ấy chỉ được RAM 2 g và bộ nhớ khoảng tầm 16 g thôi, hoặc là 32 g Ok, thì bây giờ mình sẽ khui siêu ra xem thử thế nào nhá. À, cái con này mình thấy một cái hình dáng khá là đẹp nhá khi mình mua hàng. Đấy, các bạn có thể thấy này, cầm trên tay kiểu như là một cái sản phẩm mình bóc ra cho các bạn xem nhé như một món đầu công nghệ nhìn rất là đẹp luôn con này thì nó khá là nhẹ các bạn ạ nhưng mà mình thấy cái cái bóc của nó khá là đẹp ở đây thì sẽ có hai cổng usb này một khe gắn thẻ nhớ này một cổng hdmi một jack nguồn 5V, một cổng màng lan và một cổng uh, optica là cái cổng này là cổng truyền âm thanh nha các bạn truyền âm thanh bằng ánh sáng ấy và một cổng av có thể xuất hình ảnh ra ở chỗ này cũng như là âm thanh luôn rồi, mình sẽ để con này qua một bên nhá, model con này đây. Và ROM RAM 4 g đây. Một cái giá tiền mà có một cái cấu hình khá là khủng. Cái này còn có thể mua về kèm theo một cái webcam khoảng tầm 100 190.000 đồng hoặc tám 180.000 đồng mà mình đã review trước đây có thể dành cho con học online ở trong cái mùa dịch này với cái cấu hình này mình nghĩ là có thể học được online các bạn ạ và cái cách cài dung các kiểu thì mình cũng đã ra, à, hướng dẫn ở những video trước rồi đây là rắc nguồn đi kèm này Nguồn con này thì nó sẽ sử dụng nguồn 5V 2A thôi các bạn ạ Thông thường là nó sẽ như vậy Đấy 5V 2A chính xác luôn nhá Ôi nhưng mà con này nó sử dụng cổng EU các bạn ạ Cái cổng này thì khá là bất tiền đối với mình Cái cổng này thì mình phải dùng một cái bộ chuyển đổi mới cắm được Ở Việt Nam mình nghĩ đa số là không sử dụng những cái cổng này đâu Cái này khá là bất tiền nhỉ các bạn có thể lựa chọn cái cổng cắm nha Khi mà các bạn mua hàng Các bạn chọn bên EU hay là bên Việt Nam mình Bên châu Á mình chẳng hạn Một cái tay điều khiển này Tay điều khiển này mình thấy thì Đa số những cái con Smart TV Box này thì đều như nhau cả Gần như là dùng chung Mà mình đa số là mình sử dụng mạch chuột nhá Một cái dây cắm HDMI Cái con Smart TV Box này thì mình thấy cái thiết kế khá là đẹp chỗ này nó sẽ có một cái đèn chỗ này này, có cái viền này nó sẽ sáng lên, nên cái viền chỗ này. Lúc mới mua ấy, mình thấy uh, ở trên cái hình ảnh mà người ta quảng cáo trên uh, gian hàng thấy khá là đẹp, nên là mình đặt thử về xem thế nào. thì thực tế đúng là công nhận là cái chất liệu hoàn thiện khá là tốt quá ạ nhưng mà mình thấy cũng tương đối là nhẹ, nói chung là nó không được đầm như lắm. rồi ok bây giờ mình sẽ cắm vào và test thử xem là cái chức năng của nó như thế nào nhé. ok thì uh, ở đây mình đã ghim lên cái màn hình máy tính của mình này và mình thấy một cái giao diện con này cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ phải nói là đây là một cái giao diện rất là đẹp những cái dòng android tv box trước đây mình đã review đấy nó có đầy đủ luôn nhé các bạn có cả netflix các kiểu này tv store này netflix hai cái luôn uh, google các kiểu có hết vì đây là nó chạy android nhé các bạn nên là các có thể tải về thoải mái luôn có play store này đấy bên trên này này uh, thay vì dùng điều khiển đấy thì mình sẽ dùng chuột nhé dùng chuột thì mình cắm một con chuột này vào thì sẽ sử dụng ok hơn đó chuột thì sẽ sử dụng hay hơn các bạn ạ kéo sang kéo phải này Đấy, mở vào ứng dụng của nó này My app tất cả những cái ứng dụng đây phải nói là cái giao diện con này mình thấy rất là đẹp và đây các bạn có thể thấy là khi cắm nguồn lên nó có một cái đèn RGB nhé Đấy một cái đèn này Đó Các bạn thấy chưa nó nháy từ trong này nhảy ra hai cái viền này cái đèn này khá là đẹp đấy con này thì nó sẽ có wifi đầy đủ nhá cho còn à, kết nối wifi nói nói chung là đây là như một cái điện thoại luôn ở cái phân khúc giá giá rẻ những cái điện thoại tầm trung là quen điện thoại giá rẻ đó các bạn con này thì không thể nào so sánh với điện thoại tầm trung được đấy có thể kết nối wifi này còn đây chính là cái cấu hình của cái máy này các bạn đang sử dụng cái tên của máy này đó các cái thông số cơ bản model này dùng Android TV OS Vision 11 này Android TV này Đấy, kênh của nó đây về ngôn ngữ thì đây là dòng Android mà nên là nó sẽ phổ biến tất cả thứ tiếng các bạn có thể chọn được tiếng Việt luôn ở à đây mình sẽ kéo lên mình coi tiếng Việt ở dưới cùng nhé đa số thì Việt Nam Việt Nam của mình ấy, thì đa số được nằm ở dưới cùng này đây tiếng Việt này đó ok thì nó đang lót sang tiếng Việt Nói chung là những cái dòng Android thì đa số những cái Android TV box bây giờ thì đa số có thể sử dụng được tiếng Việt nó cũng y hệt như điện thoại thôi bạn ạ Đây chính là cái bộ nhớ trong của con này con này có cái tổng dung lượng bộ nhớ là 64g hoàn toàn các bạn có thể tải game là tải video về để các bạn xem khi mà bị mất wifi chẳng hạn bây giờ mình sẽ vào thử YouTube này để xem thử thế nào Android TV box thì đa số mua về để xem YouTube rồi đấy hoặc là kênh VTV chẳng hạn mình sẽ chọn là mít rời chế nhá không để dính bản quyền những cái kênh khác đấy chơi dùng chuột còn mua chuột với bàn phím về thì sẽ hợp lý hơn video gần đây nhất nói chung là cái tốc độ xử lý con này khá là nhanh quá ạ wow cái này thì cái sắc nét này thì mình không nói nữa rồi tại vì đây mình đang sử dụng trên màn hình đây trên màn hình máy tính nên là cái độ sắc nét khá là tốt cái này thì các bạn có thể tích vào đây này chọn đồ phân giải này chọn phụ đề này đấy hiện tại bây giờ mình đang chọn là HD này chọn là 1080 chất lượng cao nhất của một cái video như thế này đó đây là khi mà mình đang xem YouTube nhau cái này thì mình chưa kết nối loa các bạn phải kết nối vào màn hình tivi thì nó mới có âm thanh được còn kết nối vào máy tính thì sẽ không có nhé màn hình máy tính sẽ không có âm thanh đâu đấy con này nó sử dụng cái đèn RGB rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy là nó xanh đỏ tím vàng này. Nó rất đẹp nha. Nó chạy từ bên này sang này. Và nó chạy từ ở dưới ra. Cái này thì tùy vào cái lúc mà các bạn bật máy lên ấy. Ở đây thì nó lại chạy từ bên này sang. Rất là đẹp con ạ. Cái mà cái đèn RGB này này. À đây mình sẽ thử xem một cái video 4K. Để xem cái chất lượng video này. Con này nó có chạy được hay không nhá. Đấy, bật lên là uh, có thể xem được luôn nhưng mà đây là quảng cáo quá ạ thì đây là chất lượng hình ảnh của video 4k khi mình à mình sẽ mình ấn, mình ấn ra ngoài mất rồi con ạ đấy, mình ấn mình tròn lại chất lượng xem như thế nào nhá à, nó nhảy luôn 4k luôn con ạ không cần phải tròn chất lượng luôn này nó nhảy nguyên 4k lên luôn đấy chất lượng tối đa luôn 4k luôn nhé các bạn mình không phải chỉnh nữa nhá từ đồng nó sẽ nhảy lên 4k luôn và cái tốc độ rất là nhanh luôn ở đây cũng có một cái video 4k này nhưng video nhà đấy nó nhảy một phát lên 4k luôn đấy còn để ý chưa nó nhảy lên 4k luôn này nói chung là cái con này mình thấy về cái đồ đồ nhảy của nó ấy, rất là nhảy các bạn cái tốc độ xử lý của nó khá là tốt bây giờ mình sẽ vào Google Play mình xem thử như thế nào nhé đây chính là cái giao diện của Google Play nhé các bạn Đấy, các bạn có thể tải những cái trò chơi trên này này đấy, Alpha 9, game đua xe này, có thể tải được những cái game như thế này luôn. để mình sẽ, ôi có thể tải được vi Mobile luôn các bạn ạ. đây, có thể tải được Bovie Mobile luôn nhá 64 g thì các bạn có thể tải hoàn toàn thoải mái những từ game này về chơi rồi. RAM 4 g thì chơi ở cái mức trung bình thôi. nói chung là nó không phải là à, có thể được phải tải được Facebook này, TikTok này, đó. Nói chung là con này có thể tải được PUBG Mobile là khá là ok rồi con ạ Nhưng mà mình nghĩ là Android thì chỉ chuyên về để xem phim hoặc là các bạn giải trí bình thường thôi Còn à, những cái từ game nhẹ thôi à, Mình sẽ thử là xem là Free Fire nhé Free Fire xem là rất là nhiều anh em chơi à, free mình viết sai rồi con ạ Đây Free Fire này Free Fire đây con ạ một à, 100 triệu này Đấy có thể cài đặt được luôn nhá rất là ngon lành cho các bạn có thể chơi này đó cài đặt được luôn các bạn ạ wow tiếp theo là cái từ game mà ca ở protein nhé đây ca ở protein này ca K... off đây ca ở protein có thể tải được luôn các bạn ạ wow con này có một cái cấu hình khá là ok nhé các bạn ở đây thì các bạn tải về ấy, thì phải có tay cầm hoặc là bàn phím thì mới chơi được những cái từ game thế này nói chung là với cái bộ nhớ là 64GB và bộ nhớ RAM là 4GB thì con này hoàn toàn có thể chơi được những cái từ game như thế kia nhưng mà chơi với ở cái mức ở trung bình và mức vừa phải thôi chứ còn mà chơi ở mức cao thì sẽ không bao giờ chơi được các bạn ạ nói chung là vẫn chơi được nhưng mà rất là lang nhé đấy nói chung là ở chỗ này thì sẽ có rất là nhiều cái để các bạn tải về VTV Go rồi là các kiểu game nó còn chiến được mà những cái từ game đỉnh đám nhất thì nó vẫn có thể chiến được thì những cái VTV Go các kiểu thì vẫn chiến bình thường nhé Ok đấy là về cái phần của con này thì như vậy mình đã test thử sơ qua các bạn về một cái cái Android TV Box với một cái cấu hình rất là rẻ một cái cấu hình cao mà cái giá tiền rất là rẻ luôn này, có một con Android TV Box rất đẹp con này với cái mức giá 800.000 đồng này thì mình nghĩ là rất là ít con Android TV Box mà nó có một cái cấu hình tốt như thế này. Có một cái giao diện xịn như thế này các bạn ạ. giao diện rất là đẹp nhé. Đó. Thì link mua cái này trên mong com thì mình sẽ để trong phần mô tả nhé. Cũng như là kèm theo mã giảm giá luôn để các bạn mua với cái giá là hơn 800.000 đồng một xíu. Còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào các bạn có comment ở bên dưới video. Và đừng quên ấn đăng ký kênh TV cũng kênh chế đồng hồ mình nha. Chào các qua... bạn.